kế tiếp. Cái này cũng là hàng va nha mọi người. Look at this one. Cây va này thì cái màu nó lên ngộ quá, không hiểu luôn á. Cái này để coi nó lên gì nữa, nhưng mà thấy nó có cam cam. Thường thường cái này để mọi người là 95 đồng ha. $95. Còn cái crack này giờ cực kỳ đẹp, dễ thương luôn. 200 đồng nha mọi người, 200. Màu quá đẹp, màu nhung đẹp lắm. Cầm giùm tôi cái đi, tôi đi cởi cái áo thôi. Đúng. Cầm dưới này, cầm dưới này. Rồi đó, tôi muốn quay thì vô quay. Quay cái này cho. Cái này là ngân quay đó. Rồi. Tiếp cái nào nữa? Cái này chị tiền. Này hả? Cây này nhiêu? Cây này hả? 300 đồng. Cái chậu này chim. Tree không là chen. Cái chậu này hay ha. Một con chim bồ câu đậu trên cành sen. Chậu nhiêu? Sao bi phù dữ vậy trời. Chậu này 75 đồng. $75 for the chậu này hình vuông, hình chữ nhật nha mọi người, rất là bự nha. Phương xa thì nếu mà muốn ship ship cái chậu giống như vậy là có giá trị, đỡ tốn tiền ship mình mà có giá trị. Ha, rồi cái này 300. Cái này $300 sale ở nhà, không sale là chắc là mắc rồi nha. Cái này sale á, cái này là cực kỳ sale cho mọi người á, 300 đồng thôi á. Sale chắc 400 á. Rồi, cái chậu màu tím hồng gian nữa là sale được. Cái đó là 500 luôn, cây luôn chậu. $500 for the set. Nhìn là biết có người nào muốn mua. Biết rồi đó. Nói ngày mai kiếm em nha. Cây này nhiêu? Cây này là 280 nha mọi người. Bự. Cây này á chưa màu hết chưa, nhưng mà cái trân nó nhìn là thấy ăn tiền rồi. Trân bự như vậy nhìn là ăn tiền rồi, 280 nha. Còn đây cũng là cái van nữa nè chị ơi, nhìn là biết kỹ sở thích rồi. Van nha, van nha, thôi để cho mát mát chút cho tỉnh nhanh. Đó. Cái này lên màu cam ngộ lắm mọi người. Thấy chưa? Cam ngộ lắm. Đẹp lắm nha. Cái này là 380 đồng. Cây ón lì nha, 380 là cây ón lì nha. Còn chậu cái này cái bọng của nó luôn hay là vô cắm vô vậy? Cắm vô chứ, cái crack ba mà hàng hiếm gì nào khó. Okay. Khó mà kiếm được size bự giống vậy đó mọi người. Crack ba nhỏ lắm mọi người. Crack ba mà hàng xịn đó, nhỏ lắm. Mà nó trân mà màu brown như vậy là hiếm lắm. Chứ thường trân nó màu xanh. Ừ, crack ba cây dưới đây. Cây này thì crack ba. Cái này hơi bị mắc. Cái này nhiêu? Cái này là bông hồng cam bự đó. Cái này để bên này là 390 nha. $390. Rất là bự luôn á. Bông hồng sắp sửa ra nè. Nếu mà nó ra đẹp lắm. 390 nha. Khi mà nó ra bự hết nữa chắc nó lên 450 á. Khi mà toàn bộ những cái bông nó bung ra hết kìa là nó lên 450 tới 500 luôn á. Cái loại này nè. Giờ là 390 ha. Em này bông quá trời. Ok, hôm nay em sale cây này nè. Cây này cho mọi người mua. Cây này ngưng sale cho mọi người 250 nè. Cây ống đi ha. Nhìn cái dáng đẹp ghê chưa. Dáng đẹp nha. Bông hồng đen. Cashmere. Đen. Còn này hồng va nha mọi người. Cái này va. Variegated. 250. $250. Rồi, bữa nay có bông hồng đen này cũng dễ thương, 150. $150. Những cái bông hồng đen va, bữa này hàng va luôn nè. This one là va sắp còn mắc tiền, nhưng mà để bữa nay Ngân sẽ quay riêng vào cái cây luster của nó, mọi người hiểu nó là mắc tiền. Bây giờ nhìn nó rất là bình thường, nhưng mà sau này nó rất là đẹp luôn. Look at this one, chưa có lên màu hết. Nhìn in person mọi người sao không biết nó là màu. Để từ từ đi. Ok, this one nó already lên đen kìa. Còn cái này. Cái này lên đen rồi. Và đó. Xanh trắng đen. Ôi, cưng chưa? 200.
200 dollar. 200 bông sọc đen dễ thương quá. 200. Cây này thì bán rồi, cây này vẫn chưa. Nhìn cây này nè. Cây này thứ của nó đó. Cây nó đó, ai muốn mua giống thì lấy cây này 150 nè. Nè, lên sọc đen nhìn thấy đã ghê chưa. Và nha mọi người, sọc đen ngầu lắm. Mấy cây mà hàng sọc đen hiếm nha mọi người, hiếm không. Còn bé này 50 đồng nguyên chùm mọi người. Rất và đua nha. Rất và đua nguyên chùm 250 đồng. Bé này đẹp quá. Bé này 100 đồng nha mọi người. 100 đồng. Là cây ống liền nha, chậu 40 nha, 140. 144 đồng hồ sách. Còn bé này thì hàng ra nè. 150 for the blend only. Dạ. Còn ai chưa có cái cây bông hồng đen á, là look at this, trust me. So pretty luôn. 180 đồng mọi người. Cây này 180 đồng đáng mua. Bông quá trời là bông luôn nè. Cái này mốt lên đẹp, nhị vàng nha mọi người thấy không? Nhị vàng nha. Còn này bị đỏ nè. Cây này thì 150 nè. Bông đỏ, còn này là bông đen nhị vàng, còn này là bông đỏ nhị vàng, còn này là đen. Rồi, tới tới cái trường cái chợ nhỏ nhỏ bên kia có mấy cây nhỏ. Cây ba nhỏ mà có vỏ. Pinkin con 150 đồng. 150. Còn cái này là bonsai. Cái cây với cái chậu luôn á là 100 đồng nha mọi người. 100 dollar for the whole set. The whole set. Còn nếu mà muốn lấy cái cây only thì là 50 đồng. Okay. The plant only 50 dollar. Cái này gian linh nằm bị bên nè. Đây qua nha. 100 đồng. 100 dollar for the plant only. Dạ. Cái này cần một cân mua. Cái này là variegated ha. Hàng ba bình rồng. Nhỏ mà có vỏ nha. Cái này là bonsai nha mọi người. 60 đồng nha. Nhỏ mà có vỏ bonsai, bonsai 60. Còn cái này gì đây? Cái này hàng va luôn nè. 60 đồng cây này nha. Hàng tiên cấp va 60. Cái này chỉ đợi mà không mua là em sẽ bừng sáng. Còn cái này dễ thương lắm nè. Cái này là cái bông của nó hay là nguyên chùm của nó? Nguyên một cây của nó. Nguyên một cây luôn phải không? Nguyên một cây. Cái này nguyên một cây luôn mấy anh chị. Cái fresh này mà tỉnh lại là đẹp giả men luôn á mọi người. Cái này là 140 đồng. 140. Hàng ba mắc lắm mọi người ơi. Sorry nha. Hàng ba rất là mắc luôn. Phải là hàng ba mà vô cái dòng rare nó khó. Cái là tại vì nó đẹp lắm. Nó sẽ rất là đẹp. Dù nó nhỏ nhưng mà rất là có nhiều màu. Cái này 50. 50 dollar. Nè, còn đây nữa nè. Cái này single head mà ba nè, nhìn đẹp luôn. 30 đồng có single head. 30 dollar. Còn này red. Cái này là Europe blue ha. 40 đồng. 40 dollar. Cây cối mấy mễ nó làm mà hả, không có thương cây mọi người ơi. 40. 40 dollar. Người Việt Nam mình coi vậy chỉ có tâm nữa. Chỉ thương mà có tâm. Thương cây, thương cối, cưng như con vậy thôi. 40 dollar. Mỹ với mễ hả, không có thương cây đâu mọi người ơi. Này hả? 30 đồng. 30 dollar.
chơi cây local, những cây local dễ trồng á, không cần phải chăm sóc. Còn chơi mấy cây này là chăm sóc kỹ lưỡng lắm, 40 đòi. Thằng ba nha, nguyên cái băng này là ba hết nha, không có cây thường nha, mà nhỏ 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 cho thằng người chơi. Rồi ok, chơi đi. Giờ sao đi đâu? Bây giờ mình tới mấy cái single head nè. Ngân đã trồng. Này có rễ hết rồi phải không? Dạ, cũng có rễ sơ sơ mọi người nha. Cái này single head có 10 đồng một single head nha. Ai thích lựa cái gì chụp hình bốc hand bốc. Là... Nha, thì Ngân ra ngân cứ kéo một ra cho mọi người. Thì bây giờ chị Hương sẽ quay cho mọi người tất cả các giống mà Ngân có. Thì mọi người thích cái nào cũng chụp hình lại cho Ngân, rồi khoanh tròn như cái cây mà mình thích. Thì cứ 10 đồng 10 đồng. Mua 100 đô thì em tặng 2 hát, là 1.2. Còn shipping thì là 10 đồng ha. Shipping 10 đồng muốn mua nhiều mua. Cũng mua bao nhiêu hát cũng vậy, shipping cũng có 10 đồng thôi. Nha, thì cứ lựa cho em thích cái gì khoanh tròn. Toàn bộ là cứ 10 đồng 10 đồng. Thích gì thì lựa đó. Ai mà lựa được cái bự nhất á thì càng tốt. Còn ai mà cứ 10 đồng 10 đồng nha. Lấy tay vô lên cái. Còn mấy cái crack á thì là crack thì là cứ một cái crack. Cái này là crack hoa hồng nha. Cái này là mấy cái crack. Mọi người ơi, em trồng hồi đó phần bikini này là trồng vậy đó. Cứ một cái hết mà một cái crack là em trồng một lỗ vậy á, xong rồi nó tỉnh táo lại em bứng ra em bán đó mọi người. Nên làm vậy đó mà em cấm vậy không mà nó sống easy như là cái gì đó, em cứ sống cấm vậy đó rồi nó có rễ bứng ra em bán thôi. Ha, đó thì còn mấy cái crack thì là 20 đồng một cái nha. Thích cái nào quanh tròn cái đó em rút ra cho mọi người. Mấy cái này thì 20 đồng. 20 đồng một cái nha. Rất là dễ thương, bóng hồng bông hiết kia từ lưa trong đây nè. Đó, cứ 20 đồng một cái, 20 đồng cái crack nha. Những cái crack này là những cái crack đã được em trim hết rồi, cho nên là dáng là nó sẽ rất là đẹp. Chỉ cần mọi người về mọi người gắm xuống dưới đất là tự động nó sống lại thôi à. 100% luôn á, tại vì trồng cái này Ngân trồng quen rồi, Ngân biết trồng buôn bán mà. Cho nên là cô chú anh chị thấy không, cái bông Ngân cũng cắm xuống vậy muốn để cho Ngân đóng cây luôn á. Đó, hồi trước mấy cây bên trong á là tỉnh rồi kìa, ngóc cái đầu lên hết rồi kìa. Ngân có bán cho mấy khách local cổ Ngân vậy đó, mấy anh chị cứ tới rút, thích cái nào rút cái đó. Là Ngân tính tiền thôi, cứ 12 hát thì Ngân tính thường 100 đồng. Toàn thằng va không đó nha, có cái bông lemon ru va kìa, cái bông đó chắc bán 30 đồng á, Ngân cũng bán 10 đồng đó. Này, lemon ru va là cánh dày lắm á, cái đó 30 đồng một hát á, mà bán có 10 đồng thôi á. Thích cái gì lựa nấy nha. Còn có mấy cái sen đá ghost blend này là của Korea hết nha, không có đồ của local nha, nguyên một băng này là đồ Korea hết á, không có đồ local đâu nha. Thích cái gì chụp hình cái đó. Còn phân tròn 12 hết là tầm 100 đồng, shipping là 10 đồng nha. Rồi còn ở đây cũng có mấy cái crack nữa nè. Ô, có cái crack này bông hồng xanh mà, cái này thì 30 đồng đi. Cái bông hồng xanh này là đồ va nha, 30 đồng đồ va bông hồng xanh giống như con lustre của Ngân á, cái con lustre 2.500 của Ngân á. Cây này là cây đó 30 đô nha, mà dáng đẹp nha, gắm xuống đất là lên rễ thôi ha. Đó, lên gắm vậy thôi. Mấy cái bông tím nè, ô quét này mày đu xà phát tịch nè, cái mày đu xà phát tịch Ngân để 50 nha. Quá chị hát cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hát là lên. Còn cây này 1 kg, cây Dollar Tree của Ngân nè. Dollar Tree Ngân quá trời bông luôn, quá trời bông nha anh chị. Cây Dollar Tree này của Ngân trồng được 1.5 năm rồi, rất là nhiều bông nha, 500 đô nha mọi người. 500 đô là cây ống ly nha. Chậu thì mọi người về tự mua đi. Cái cây này 500 đô tiền shipping của cây này là 70 đô tiền shipping cho toàn quốc nha. Cây này bự lắm mà không nhỏ nha, 80 đô tiền ship nha. Rồi còn bé này bán phần vàng nè. Ôi, nãy giờ mình chưa vô sắp sạch nè. Session này là session có bông hoa mai, hoa vàng ha, mà hình trái tim nha. Cái này 350. 350. 50. Bông đẹp, cái phát đó đẹp. 350.
trên có cái bông mà tí hơn kim chùm 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 đó 150. 150. Dạ, rồi nha. Vô trong cái cây rẻ rẻ. Đây vô vô trước đây. Ô có cái cây này nè, hàng van nè. Giống như là cái gì rainbow á, khó trồng lắm á mọi người, mà cái này cô em lên thương thụ nha. Con bán 30 đồng cái cây này nha. Va cánh dày lắm, 30 đồng. Mà hàng van nha, một pin. Mấy em nhân viên đây làm tội nghiệp lắm dễ thương. Làm mà không đi chuột rồi nữa. Cái này 20 đồng. Cái này dễ thương lắm nè. Ti cấp nha, 50 nha mọi người. Ti cấp 50. Cây crack này sẽ đẹp lắm luôn á nha. 40 đồng nha. $40. Còn trên đây là mấy cây bông hồng. Chiếu cây Big Bang còn bán rồi. Ok, bây giờ mình qua bên đây. Qua dãy này chị Thu. Nè, mấy cô mấy chị nào thích chơi bông single head 15 nè. $15. Lên màu cam nè, thấy không? 15. Dễ thương chưa? Cái này thì là 30. Cây này hàng ba nè. 70 nha mọi người, 60 thôi. $60. City thì để baby nhiều quá rồi. Này mới cho con nắng cho lên màu. Để chỗ này có nắng rồi. Còn cây này nữa hả? 20 $20. Cây này va. Trời ơi, Echi va. Cưng chưa? Để baby quá trời luôn. Cái này là 45 đồng nha mọi người. $45. Cái này mà lên va mà còn nhiều màu nữa chắc mắc tiền lắm á mọi người. Cái này nó chỉ lên xanh trắng thôi, mà nó có viền hồng, màu tím, màu đỏ, màu hồng. Ui chao, chắc lên tới 900. Mắc lắm. Cái này nó chỉ xanh trắng thôi thì nó mấy chục đồng. Nó nhiều màu mắc tiền lắm. Cây này lâu ngày quá không để ý nó, giờ nó cũng khỏe nè, cứng ngắc rồi nha. Cây này tôm hùm luôn nha. Cây này là giống như cây tôm hùm mà bự khổng lồ cũng hơn, mà cây này nhỏ nha. Cây này để cho mọi người là 100 đồng nha. Dáng đẹp nha, hai cái cánh thiên thần, mà cái này hàng vang nha, dáng đẹp hai cánh thiên thần. Hàng va đó mọi người, hơi bị khó trồng nha. 200 nha mọi người. Thôi không trồng. Đây là
180 nè. 180. Cái này 180, còn cây bên đây là 400 đồng á. 400. Đằng ba đó. Còn màu sao chưa thấy lên nữa. Đang lên từ từ ha. 400 đồng á. Cái tiêu nó đẹp. Thấy nhưng mà nó chưa có lên mà nó nhìn không thấy á. Còn đây mấy cây ba nữa. Đó, cái này là một cây chi... tại vì nắng nó ấy rồi không thấy lắm. Hơi bị lủng lỗ, 1 2 3 tưởng chết mà không chết nha. Sống rồi đó mọi người. Cái này luôn cây luôn chậu để cho mọi người là 180 nha. Còn cây ống ly là một cái chậu này 50. Đó, mọi người trừ ra thôi. À 130 cây ống ly ha. Ô, cây này đẹp nè. Cái này 150 đẹp nha. Bông đẹp quá trời luôn. 150 nha. 150. Cái chậu hai con cá này để cho mọi người 55 đồng nữa là 200 chẳng luôn cây luôn chậu, 200 chẳng nha mọi người. 200 chẳng luôn cây luôn chậu nè. Có hai con cá ngọc kỳ lân ở trên đầu nè ha. Bông hồng đỏ đẹp ghê luôn á. I miss cái cây. Ồ. Rô á mọi người, cái mở cái màn ra tụi nó rô. Thấy không, giống như cây này bự khô lắm nè. Cái này là on slow nha. Cái này là on slow fractured variegated ha. Nó sẽ lên xanh đỏ vàng hồng đủ màu hết á. Cánh curly. Cây này 150 nha. Quên hơn rồi. Cây này là cây mà mọi người đang săn lùng nè, cô chú anh chị. Cây mọi người đang đi săn lùng cây xanh đỏ tím vàng hồng gì đó. Thì đây là cái cây mọi người săn lùng nè, 150 nha. Con slow variegated lên đỏ vàng cam đó, mọi người nhìn thấy rồi đó. Cái này cũng đang lên từ từ nè. Nè, đang lên từ từ nè ha. Rồi. Và không mà bây giờ mở cái này, mở ra bắt đầu nó mới sống lại. This is another variegated. Và không à mọi người. Cái này là hàng T cấp va nha. 130 bonsai cực phẩm giai nhân luôn á. Nhìn cái bông nè, nhỏ xíu bằng một đốt ngón tay nữa. Thương mi là thấy nó dễ thương thiệt đó. Cái này cũng va luôn. Ô trời ơi chị ơi, cho nó dễ thương chứ. Cái này á, Ngân không có lặt lá khô vì bận rộn quá đó. Chứ nếu mà lặt lá khô đi chắc nó được cưng chiều á, chắc nó đẹp lắm đó mọi người ơi. Cái này để cho mọi người 100 nha. Mọi người lừa hàng ba chơi đi. Lừa hàng ba chơi vừa nhỏ mà vừa có vỏ, vừa dễ thương. Nhìn hoài không thấy chán đâu mọi người. Nhìn hoài không thấy chán. Nhiều lúc cái màu đó, nó thôi miên mình luôn á mọi người ơi. 100 mấy cây ba tiếng hon của em là 100 hết. 100 dễ lựa. 100 này nhiêu? 100 luôn. Cái này ba luôn hả? Này hả? Dán đẹp chị. 100 dán luôn cái còn này. Cái này thì phải 150 cái này cơ bự. 150. Ừ. Còn cái này 150 luôn nè. 150 thôi. Hàng ba Ngân có tới gần cả hơn 100 item different loại. Cây này nhiêu? Cây đó 150. 150. Ừ. Rồi sổ xuống luôn. Sổ luôn nè. Ở chỗ này nó có nắng cho nên mấy cái em va của Ngân là màu ghê lắm mọi người ơi. Ồ em thì bé xíu mà có vỏ nè. Cái này 50 thôi mọi người. Thằng ba luôn ha. 50 đồng thôi chơi vui ha. Chơi vui. Sổ này là 50 luôn nè. Chơi cho vui. $50 thôi. Cái này 50 luôn ha, chơi cho vui. $50. Lý do tại vì lủng lỗ nè. Nhưng lủng lỗ chứ không có chết đâu mọi người, đừng lo, nó bị lủng. Không chết đâu, 50 thôi, hai cái lỗ. Cái này là cây giống như là trái khế đó mọi người, màu lên giống như một trái khế. Dáng đẹp quá trời, có 150. Dáng này bỏ một ông Phật chính giữa chắc cực. Là kỳ dễ thương nha. Cái dáng này nè. Mình bỏ một tượng Phật nhỏ xíu xíu vô dễ thương lắm. Thôi mình bỏ con ngai coi.
bỏ một cặp nai cũng dễ thương lắm á nha. Cái màu nó chưa lên hết thôi nha mọi người, cái màu lên là đẹp lắm đó nha. Cái này đang phơi nắng, đang lên màu ha, cái này đỡ phu sân được rồi nha mọi người. 150 rồi nha, thích thì alo em biết. Dễ thương nha. Cái này sỏi. Sỏi để càng lâu thì mới lên màu mọi người, tuần mới mua về ha, trồng cũng khá là lâu. Bé này va đó. Cái này là có bị thối ngay góc này nè. Thối ngay góc này nè, nhưng mà muốn để luôn. Coi nó có sống không? Thì hiện tại nó đang sống nha mọi người. Thì mình thử thí nghiệm coi nó có sống không nha. Hy sinh cây va nhưng mà muốn để luôn. Để coi nó có nuôi được cái khô vào cái chỗ bị thối của Hưng không. Tại cái chỗ thối của Hưng nó khô rồi mọi người. Cái nhà nó có lâu rồi. Lúc Hưng mua về nó bị thối ngay khúc đó rồi. Chứ sao mà Ngân mua sâu mọi người coi chứ nó không biết làm sao. Tại Ngân thì Ngân không cắt. Đó, cái khúc này nè. Nhưng bây giờ nó khô luôn rồi ha. Right here. Cây này á, cô chú anh chị mua thì mang về là luôn cây luôn chậu mang về luôn, để yên giống như Ngân nó sống. Đó. Ngân vậy? Cây này tới 180 nha. Quên hơn rồi. Cây này là hàng va mà cái dáng nó rất là đẹp ha. Còn sao mà để sao mà nó nghiêng qua kỹ đó. Giống như gió thổi cái nó ập đi ra luôn, để xuống dưới này đi nè. Cái cây nó nặng, cái chậu nó cũng nặng. Rồi. Đó hàng va đó. Hơi cắm buồn va nhưng mà nó cũng sống, làm collection cũng được. Cái này là peacock va 150, còn này 50 đồng. Cái này là gì đây, sờ chờ cái này 100 nha. Sao mọi người không thấy mọi người thà bỏ 100 mua ảo nhầm plastic mà không bỏ 100 mua Achiva plastic là sao ta? Không thể hiểu nổi. Bỏ 80-100 đô mua cái aluminium plastic mà nhiều lúc nó ốm yếu gầy gò mà không chịu bỏ tiền ra 100 đồng ta mua cái Achiva plastic chơi. Đừng có sợ, nó mới già giống như vậy nó cũng sống. Nó cũng sống mà đỏ đẹp. Mình phải có cái này cái kia mình mới complete cái collection của mình được. Bỏ 100 đồng mua aluminium plastic giống vậy 80 đồng chịu mua. Mà nghe tới Achiva cái thằng giật sững lại. Thôi vậy không mua đâu. Cũng mắc cười quá. Nếu nó già nó dày thì nó cũng ok vậy, nó cũng sống được à, nó không có chết đâu. Đâu có gì phải sợ mấy chị. Achiva mà plastic á mà già nó sống đẹp lắm á, không giỡn đâu. Đừng chê Achiva. À, cái này dáng đẹp nè. Cái này Ngân phải bán 140 nha. Cái màu lên cưng nè. Màu ngộ ghê mà mấy cái crest mà bông hồng á. Ở miếu gầy gò khô rang khô rác 80-90-100 mua hết. Ngộ quá ngộ. Mấy người khách ngộ. Các chị ngộ. Kỳ thị. Kỳ thị SG. Cái này va. Nếu chị Hương có chiếu được tới cái màu va của nó bên trong không. Màu đỏ bên trong nè. Cái viền đỏ nó nằm bên trong. Cái này là ti cấp nha mọi người. Cái hàng này hàng hiếm nha chị. Đứng này nè, đứng chỗ này nè, nắng nó chiếu được không? Đấy. Cái này là hàng va ti cúp mà hàng hiếm nha. Tại vì cái này kim da nam sơn mà ti cúp. Cái viền đỏ của nó nằm ở chính giữa. Cái này người sở hữu nó hình như chỉ có khoảng ra 10 người thôi chứ không có nhiều. Cái này mà lên màu đẹp lắm á. Mai mốt chị mà qua nhà chị Vân quay, chị quay cái cây của cổ, có cái ba ở đây. Cái này để cho mọi người là 130 đồng nha. Dáng đẹp nha, dáng đẹp, mốt màu lên đẹp lắm á. 130 nha, tại vì em ở đây không tưới nước cho nên em ốm. Chứ cây này cần có nước nha, nếu mà có nước em đẹp nha. Thôi mà chờ nha. Cây nữa thôi là mình rút lui. Cũng nhiều rồi. Rồi, cây này 80 nha. Đây thì cho là. Rồi, để em chỉ em nói giá cho mọi người coi sơ sơ, mọi người chốt đơn giùm em. À, cây này thì hơi đẹp. Wow, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Cây này là Black King Kong mà variegated nha mọi người, mà plastic nha. Black King Kong variegated. Cây này để mọi người 130 đồng. Quan trọng là thứ for the plan only. Ừ. Mấy chị có cây này.
thơm nè. Look at this one. Really cute though. Thấy không? 70 ha. Cây 70. $70. 70 đồng nhìn màu. Chị Hương có quay được cái màu đó. Thấy, thấy. Dễ thương rồi. Một tím tím ha. Chị cấp. Dễ thương lắm mọi người. Okay, bonsai nha mọi người. Cái này bonsai nha, 80 đồng thôi nha. Mấy cái bonsai tại vì trồng lâu nó mới giữ dáng ngay ha. Track nữa. 80 đồng cái màu tiên cấp dễ thương nha. Mình chân được hoài luôn á. Này còn cái này cũng fresh achi nè. Fresh achi nè. Sao mấy chị không mua cái fresh achi giùm em? Rồi nó ngân không thích nè. Thôi mà cũng khó thiệt. Coi thằng bên. Cái này cũng achi luôn nè. Nhưng mà cái này là ebony cứng ngắt rồi nha. Cái này cứng rồi nha. Để 60. Sắp tiền rồi nè. SG nha, núi lửa, núi vàng, 50. $50. Bông sen rau câu, bông sen rau câu, 25. $25. Bông sen rau câu đẹp lắm á. Sỏi nha, cưng xỉu luôn á mọi người. 50 nha mọi người. $50. Sỏi gì đâu mà cưng xỉu, cây này một thời gian mà em với nhỏ bạn của em thích á. Mà mỗi đứa collect một cây mà đứa nào cũng để cây của người khác, muốn mua cây của người khác đó. Em muốn mua cây của nó muốn mua cây của em để có cây bự. Bây giờ quá trời. Bây giờ nhiều lắm rồi nè. Rồi gì nữa không? 10 đồng. Gần hết pin rồi đó. Rồi đi. $10. Thôi gần hết pin rồi thôi. Ok rồi. Nè. Ôi trời ơi. Trời ơi, con nghe nó để bò để con nè. Cái này nè. Trời ơi, em không ngờ luôn á. Bỏ bê nó một thời gian mà bữa nay nó đẻ một con, hai con, ba con, bốn con. Rồi một cái mẹ nữa. Bán cái này 80 nha. Đẻ bốn đứa con rồi mỗi đứa con được 10 đồng. 80. Rồi, thôi Hương xin Hương Ngân ở đây. Mến chúc cô chú anh chị một ngày vui vẻ và hạnh phúc.